Hello, và chào mừng tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì mình lại là Sunny và ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cài màn hình theo theo ý ý muốn của mình. Thì cài màn hình theo mấy cái hình bạn thích, ví dụ giống như là màn hình Minecraft thì các bạn cứ bấm vào Minecraft. Các bạn vào đây, các bạn tìm ảnh Minecraft các bạn thích, ảnh bất kỳ nha, bạn thích ảnh nào cũng được. Thì sẽ chọn đại một ảnh nào đó, sẽ chọn ảnh này. Ok, thì bạn bấm chuột phải vào nó. Các bạn bấm chuột phải vào cái hình các bạn thích, rồi các bạn bấm lưu hình ảnh thành. Đây mình sẽ bấm lại đây ảnh các bạn thích. Đây ảnh của bạn thích đây nhá, đây là ảnh của bạn thích. Bạn bấm chuột phải đây này, chuột đây. Ok, thì bạn bấm chuột phải vào nó. Các bạn lưu ý nha, chuột phải nha. Và các bạn bấm vô lưu hình ảnh thành. Đây. Và các bạn bấm save. Và nó sẽ tải cho các bạn một hình ảnh. Ok, thì bước tiếp theo là bước thay đổi màn hình. Thì các bạn bấm chuột phải lần nữa vô màn hình của các bạn. Các bạn bấm hàng cuối cùng thì nó sẽ ra cho các bạn một cái này. Thì các bạn muốn thay đổi màn hình thì bạn bấm vào đây và các bạn kéo xuống cái hàng đây, có vài hàng ở đây, thì các bạn kéo xuống cái hàng cuối cùng. Ok, thì tiếp theo đó chính là các bạn kéo cái hình của các bạn, kéo các cái hình của các bạn vào trong đây. Ok, thì nó sẽ cho một các bạn một cái hình ảnh như thế này. Và các bạn bấm hai lần vào nó. Không phải bấm hai lần mà là đâu rồi. Các bạn đây, bạn bấm một lần vào nó thôi. Bạn bấm C channel thì nó sẽ thay màn hình cho các bạn. Yeah, mình có con Creeper rồi. Ok, thì video này chỉ đến đây thôi. Và nếu bạn thích thì hãy ấn like, subscribe, share video. Hoặc là giải thích khác. Hoặc là comment bên dưới video. Và Facebook của mình là Anderson đi. Thì ghé và chào tạm biệt các bạn và bye bye.